Thưa quý vị và các bạn, hãng hàng không lớn nhất của Nga Aeroflot thông báo sẽ đình chỉ mọi chuyến bay quốc tế từ ngày 8 tháng 3, giữa lúc Moscow chịu nhiều lệnh trừng phạt của phương Tây vì tấn công Ukraine. Theo đó, hôm nay ngày 5 tháng 3, Aeroflot tuyên bố rằng căn cứ cho quyết định trên là những điều kiện hoàn cảnh mới làm cản trở hoạt động bay. Cũng theo tuyên bố, mọi đường bay nội địa và đường bay tới nước láng giềng Belarus vẫn sẽ hoạt động. Theo Reuters, cơ quan quản lý hàng không của Nga trước đó đã kiến nghị các hãng bay quốc nội có máy bay thuê của nước ngoài cần tạm dừng chuyến bay chở khách và hàng hóa từ ngày 6 tháng 3 với chiều đi và từ ngày 8 tháng 3 với chiều về Nga. Trong tuần qua, hàng loạt nước phương Tây cũng đồng minh đã đóng cửa không phận với máy bay từ Nga. Đây là một phần trong những biện pháp trừng phạt kinh tế để phản đối cuộc tấn công vào Ukraine. Liên minh châu Âu EU hôm 27 tháng 2 cho biết sẽ cấm mọi máy bay do một cá nhân hoặc pháp nhân của Nga sở hữu hoặc điều khiển, cũng như máy bay đăng ký tại Nga không sử dụng không phận. Anh cũng lệnh cấm tương tự. Đáp trả, Nga cũng đóng cửa không phận với máy bay từ 36 nước và vùng lãnh thổ. Động thái này dự kiến gây thiệt hại cho các hãng hàng không bay qua Nga đi từ châu Âu tới châu Á. Điều này sẽ buộc các hãng bay phải hủy mọi chuyến bay tìm lộ trình mới và có thể làm tăng giá vé. Động thái cấm không phận ăn miếng trả miếng đã tạo ra lỗ hổng khổng lồ trên địa bàn hàng không toàn cầu. Theo Bloomberg, qua Nga là con đường nhanh nhất giữa châu Âu và Bắc Á. Đi vòng quanh đất nước rộng lớn này là điều cực kỳ khó khăn. Hôm qua ngày 4 tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã một lần nữa bảo vệ chiến dịch quân sự tại Ukraine, đồng thời kêu gọi các quốc gia láng giềng không làm leo thang căng thẳng. Tuyên bố trên được đưa ra giữa lúc 30 quốc gia thành viên của Tổ chức Quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO nhóm họp lại Bruxelles, Bỉ nhằm thảo luận về những hỗ trợ có thể dành cho Ukraine khi mọi nỗ lực ngoại giao tới nay đều không đạt đột phá. Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố không có lý do để làm xấu đi hoặc trầm trọng hơn quan hệ giữa Moscow với các nước xung quanh. Theo ông, tất cả các hành động của Nga đều chỉ nhằm phản ứng với những động thái thiếu thiện chí hoặc chống lại nước Nga. Chúng tôi thực hiện đầy đủ mọi nghĩa vụ của mình và sẽ tiếp tục hoàn thành các nghĩa vụ. Chúng tôi thấy không cần thiết phải làm trầm trọng thêm hoặc xấu đi các mối quan hệ hiện có. Tất cả các hành động của chúng tôi, nếu có, đều chỉ nhằm đáp trả một số hành động không thân thiện và chống lại Nga. Cùng ngày, Điện Kremlin cho biết những gì diễn ra tiếp theo trong tiến trình đàm phán giữa Nga và Ukraine sẽ phụ thuộc vào phản ứng của Kiev về các cuộc đối thoại song phương vừa diễn ra tuần qua. Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, Ukraine cần lắng nghe quan điểm của Nga trong các cuộc điện đàm và đây là một trong những điều kiện để chấm dứt hoạt động quân sự của Nga tại Ukraine liên quan tới vụ nhà máy Zaporizhia, nhà máy hạt nhân lớn nhất châu Âu ở Ukraine, bị trúng đạn và cháy nổ. Ông Peskov đã bác bỏ các cáo buộc về Nga tấn công nhà máy này, cho rằng đó là những thông tin không đúng sự thật. Ông đồng thời cho biết thêm, tình hình đã được kiểm soát và không có mối đe dọa an ninh nào. Các tuyên bố đưa ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo Tổ chức Quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, nhóm họp hôm ngày 4 tháng 3 tại Brussels, Bỉ, đã tuyên bố chung khẳng định sự hỗ trợ dành cho Ukraine nhằm chống lại hành động quân sự của Nga, song bác bỏ yêu cầu thiết lập vùng cấm bay đối với nước này. Theo Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, liên minh quân sự này không sẵn sàng tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột, bao gồm cả việc thiết lập vùng cấm bay. Ông Stoltenberg nhận định NATO là một liên minh phòng thủ với nhiệm vụ cốt lõi là giữ an toàn cho 30 quốc gia đồng minh. NATO không phải là một phần của cuộc xung đột này và sẽ có trách nhiệm đảm bảo nó không leo thang và lan rộng ra ngoài lãnh thổ Ukraine. Theo Reuters, các tỷ phú hàng đầu của Nga đã mất hơn 80 tỷ đô la Mỹ giá trị tài sản trong tuần qua do có các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm đáp trả chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Theo đó, chính phủ nước này cáo buộc những đối tượng nằm trong danh sách trừng phạt đã trục lợi từ mối quan hệ thân thiết của họ với Tổng thống Nga Putin và coi việc này như một cách để gây sức ép buộc nhà lãnh đạo Nga dừng chiến dịch quân sự tại Ukraine. Mỹ ngày 3 tháng 3 đã công bố vòng trừng phạt mới nhắm vào các nhà tài phiệt Nga và những thành viên trong gia đình của họ. Vòng trừng phạt này bao gồm các biện pháp ngăn chặn hoàn toàn đối với ít nhất 8 nhân vật trong giới tinh hoa của Nga, 19 nhà tài phiệt Nga cùng các thành viên trong gia đình và cộng sự của họ. Chưa đầy một giờ sau, Anh cũng đã công bố lệnh trừng phạt riêng rẽ đối với hai tỷ phú Nga là Alexei Usmanov và Igor Shuvalov, được cho là nắm giữ tổng tài sản trị giá 19 tỷ đô la Mỹ. Trước đó, hôm ngày 2 tháng 3, Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã công bố chi tiết về việc thành lập lực lượng đặc nhiệm Kleptocapture nhằm thực thi biện pháp trừng phạt sâu rộng.
hạn chế xuất khẩu, đồng thời thu giữ những loại tài sản xa xỉ. Theo đó, chính quyền Tổng thống Biden cáo buộc các nhà tài phiệt Nga đã cung cấp nguồn lực để hỗ trợ chiến dịch quân sự của Tổng thống Nga tại Ukraine. Nhiều người trong số này đã từng phải chịu lệnh trừng phạt của Mỹ sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014. Theo CNBC, các tỷ phú hàng đầu của Nga đã mất hơn 80 tỷ đô la Mỹ giá trị tài sản trong những tuần gần đây khi các lệnh trừng phạt và tịch thu tài sản bắt đầu có hiệu lực. Con số này dự tính có thể cao hơn nữa trong thời gian tới. Theo Bloomberg, tình trạng bất ổn kinh tế liên quan đến chiến dịch quân sự của Tổng thống Nga đã làm bốc hơi 1/3 tài sản của 20 tỷ phú giàu nhất nước Nga trong những ngày qua. Tác động của các lệnh trừng phạt đối với giới tài phiệt, sự suy giảm của đồng rúp và nền kinh tế Nga cũng như khủng hoảng tài chính trên toàn cầu đã khiến giới siêu giàu tại nước này lao đao. Theo đó, các chuyên gia Nga cho rằng những tác động về tài chính có thể chỉ mới bắt đầu. Được biết, tài sản của tỷ phú Usmanov đã giảm 1,7 tỷ đô la Mỹ xuống còn 19,5 tỷ đô la Mỹ. Ông Usmanov bị EU áp đặt trừng phạt hôm ngày 28 tháng 2 và có thể nằm trong danh sách trừng phạt sắp tới của Mỹ. Người giàu nhất nước Nga Vladimir Putin dù không nằm trong danh sách trừng phạt nhưng cũng bị giảm gần 1/4 khối tài sản xuống còn 25 tỷ đô la Mỹ. Nhiều tỷ phú khác thì chứng kiến số tài sản giảm đi một nửa. Người bị thiệt hại nặng nề nhất là tỷ phú Seneri Timchenko, hiện đang kiểm soát tập đoàn Volga Group. Số tài sản của ông đã giảm từ 22 tỷ đô la Mỹ xuống còn 11 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, tài sản của ông Leonid Mikhosin, giám đốc điều hành của công ty khí đốt Nga Novatek cũng bị giảm 10,5 tỷ đô la Mỹ xuống còn 22 tỷ đô la Mỹ. Theo Forbes, ít nhất 12 người Nga đã bị loại khỏi danh sách tỷ phú trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng việc thực thi biện pháp trừng phạt đối với giới tài phiệt khó có thể diễn ra nhanh chóng hoặc dễ dàng bởi nhiều người đã che giấu tài sản của họ thông qua các công ty vỏ bọc hoặc những nhân vật thân cận. Phát biểu với CNN, ông Alison Jimenez, giám đốc công ty tư vấn luật Dynamic Security Analytics cho biết, nếu bạn là một nhà tài phiệt người Nga và đang lênh đênh trên du thuyền ở Ấn Độ Dương, thì hầu hết các tài sản của bạn sẽ không mang tên bạn. Bạn sẽ có những công ty bình phong hoặc những người khác đứng tên thay cho bạn. Điều này có thể khiến một số biện pháp trừng phạt của phương Tây bị giảm tác dụng. Ông Alison Jimenez nhận định các quốc gia có thể tịch thu thuyền, máy bay của họ, nhưng họ vẫn cất giữ tiền ở nhiều nơi khác trên thế giới. Nếu bị thu giữ được 70% trong số đó, họ vẫn sẽ giàu có hơn nhiều người khác trên thế giới. Được biết, một số người đang cố gắng né tránh các biện pháp trừng phạt bằng cách chuyển tài sản của họ vào những vùng lãnh thổ không áp dụng biện pháp trừng phạt để tránh bị tịch thu hoặc đóng băng tài sản. Theo CNBC, hồi đầu tuần này, ít nhất 4 du thuyền của các tỷ phú Nga đã được phát hiện đang di chuyển tới Montenegro và Maldives. Maldives là một quốc đảo ở Ấn Độ Dương, không có hiệp ước dẫn độ với Mỹ và vị thế của quốc gia này có thể sớm được coi là thiên đường của giới tài phiệt. Dù chưa thể đánh giá rõ liệu các biện pháp trừng phạt có thể giúp phương Tây đạt được mục đích hay không, nhưng giới phân tích cho rằng chúng vẫn tạo ra những tác động về tâm lý và tài chính. Thưa quý vị, chỉ trong một ngày, Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội đã phát hiện xử lý 3 vụ vi phạm liên tiếp liên quan đến mặt hàng thuốc điều trị COVID-19 không rõ nguồn gốc và kit test nhập lậu. Tăng vật thu giữ là 2.400 hộp thuốc Liên Hoa Thanh Ôn cùng với 1.000 kit test đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ. Đội Quản lý Thị trường số 5 phối hợp với Công an quận Hai Bà Trưng đã bất ngờ kiểm tra một số đối tượng nghi vấn đang vận chuyển tiêu thụ hàng hóa có dấu hiệu vi phạm. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một đối tượng đang vận chuyển 400 vỉ thuốc Liên Hoa Thanh Ôn, được giới thiệu là thuốc điều trị COVID-19, không có hóa đơn chứng từ. Tiếp tục kiểm tra một đối tượng đang vận chuyển hàng hóa trước số nhà 215 Trần Khát Chân, đội quản lý thị trường số 5 phát hiện 1.000 kit test COVID-19, không có hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Cũng trong ngày 3 tháng 3, đội quản lý thị trường số 17 phối hợp cùng đội 7 PC03 Công an thành phố Hà Nội kiểm tra tính hợp pháp hàng hóa được chở trên xe ô tô đang chở giao 2.000 hộp thuốc Liên Hoa Thanh Ôn. Trên bao bì có nhãn chữ nước ngoài, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt, không có hóa đơn chứng từ. Tổng trị giá hàng hóa bị thu giữ ước tính trên 204 triệu đồng. Hiện lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với các chủ hàng và buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm trên. Đội Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An vừa phát hiện và thu giữ gần 1.600 chai xịt khuẩn tay, gần 2.000 chai dầu gió giả chuẩn bị bán ra thị trường. Trước đó khoảng 9 giờ sáng ngày 2 tháng 3, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Vinh kiểm tra cơ sở của ông Hoàng Anh Đồng, 39 tuổi, ngụ khối 11, phường Bến Thủy, thành phố Vinh, đang có hành vi sản xuất dung dịch rửa tay khô nhãn hiệu Arius và dầu gió Tuệ Linh
Tại đây, lực lượng công an thu giữ 980 chai xịt khuẩn màu trắng, bên trong có chứa dung dịch chất lỏng, dung tích 500ml, mang nhãn hiệu dung dịch rửa tay khô Arius ISO 9001-2008 và gần 2.000 chai dầu gió Tuệ Linh. Ngoài ra, còn có gần 100.000 chai, lọ, vỏ bao bì, nhãn mác chưa sử dụng, hai bộ máy dùng để sản xuất hàng giả, gần 1.000 lít dung dịch và một số hóa chất phụ gia đã được pha chế để đóng vào các chai sát khuẩn và dầu gió. Mở rộng điều tra, khám xét một căn nhà ở phường Lê Mau, Công an thành phố Vinh tiếp tục thu giữ 610 chai nhựa, xịt khuẩn dung tích 500ml, nhãn hiệu Arius ISO. Số hàng này đều do cơ sở của ông Đồng sản xuất. Làm việc với cơ quan điều tra, ông Đồng khai đã mua các dung dịch như oxy già, côn, tinh dầu xả, tinh dầu đinh hương, bạc hà tại các cơ sở y tế ở thành phố Vinh, sau đó pha chế, chiết xuất, đóng vào các chai nhựa màu trắng. Trước khi đem đi tiêu thụ, chủ cơ sở lên mạng Internet đặt in các nhãn hiệu trên để dán vào các sản phẩm. Mỗi chai xịt khuẩn được chủ cơ sở bán với giá 18.000 đồng. Hiện nay, số trường hợp người dân phải đối mặt với các triệu chứng hậu COVID-19 ngày càng gia tăng. Có đến 80% F0 sau khi khỏi bệnh đã mắc hậu COVID-19. Lợi dụng sự lo lắng của người bệnh, trên các mạng xã hội xuất hiện nhiều loại thuốc được đồn thổi là có tác dụng trong điều trị triệu chứng hậu COVID-19, thu hút được sự quan tâm lớn. Vậy thực hư có loại thuốc chữa trị được hậu COVID-19? Chỉ cần gõ từ khóa hậu COVID trên mạng xã hội Facebook sẽ xuất hiện nhiều bài viết và hội nhóm liên quan. Các trang này đều hoạt động ở chế độ công khai với lượt theo dõi lớn. Nhiều F0 khỏi bệnh lần lượt chia sẻ và giao bán loại thuốc trị các triệu chứng thường gặp sau khi khỏi COVID-19 với lời chào mời có cánh. Từ sản phẩm Đông Y đến Tây Y, thực phẩm chức năng lẫn thuốc nhập ngoại từ Ấn Độ, Nga, Nhật. Hết COVID cách đây khoảng là 2 tháng mấy. Hiện tại là em có triệu chứng là như là khó thở, lâu lâu nó cũng hơi ho, cái nó khàn cổ. Nó cũng không có hết dứt điểm nữa, nhưng mà nó cứ dây dẳng như hoài á. Cũng thấy là trên mạng có một số thông tin lan truyền các loại thuốc trị bệnh, nhưng mà em khuyên là không nên tin các loại thuốc như vậy, uống các loại thuốc đó nên là mình có thể là gây ra các triệu chứng ngoài cái hậu COVID hoặc là có thể dẫn đến tử vong. Những cái thuốc đó chưa có được kiểm nghiệm chất lượng nên uống thuốc đó là có thể là sức khỏe mình nó không an toàn. Tìm tới những cái bác sĩ mà người ta chuyên khoa hơn, là hoặc là đi đến những cái nhà thuốc mà có nhà thuốc lớn nè, nhiều điểm tin cậy hơn, ta chất lượng hơn. Bây giờ những cái loại thuốc mà trên mạng nó không đáng tin cậy. Mới đây, Bộ Y tế đã cảnh báo xuất hiện tình trạng nhiều người dân mua bán trao tay sản phẩm K6F2, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Camuravi để phòng ngừa điều trị sau mắc COVID-19. Đây là sản phẩm chưa được Bộ Y tế cấp phép lưu hành và thông tin công dụng trên vỏ sản phẩm là sai quy định về ghi nhãn thực phẩm bảo vệ sức khỏe hiện nay. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, một số tổ chức, cá nhân đã tung ra thị trường các sản phẩm chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, đảm bảo quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng. Cục An toàn Thực phẩm cảnh báo để người tiêu dùng không mua và sử dụng sản phẩm K6F2 này. Thuốc mà điều trị mà hậu COVID trên mạng đăng ra, tức là khi uống thuốc đó thì hết tất cả các triệu chứng của hậu COVID người ta điều trị khỏi, thì cái này thì không thể nào có. Mỗi một triệu chứng, mỗi một người bệnh thì sẽ có một cái điều trị thuốc khác nhau. Mỗi một triệu chứng thì nó có một cái loại thuốc khác nhau. Có những cái không cần dùng thuốc, thuốc đó mình không rõ cái nguồn gốc và cái điều trị, cái sản xuất của nó là cái gì. Mà chúng ta nên đến bệnh viện để mà bác sĩ người ta sẽ khám, sẽ tư vấn và có những triệu chứng gì, bác sĩ người ta sẽ có cho thuốc điều trị hợp lệ hơn. Trước hàng loạt các loại thuốc, phương pháp điều trị hậu COVID-19 chưa có cơ sở khoa học, được giao tràn lan trên mạng xã hội, người bệnh nên tỉnh táo để không bỏ lỡ mất thời gian vàng điều trị các di chứng. Công an thành phố Thái Nguyên vừa triệu tập và làm việc với một đối tượng về hành vi tàng trữ mua bán linh kiện, cụm chi tiết linh kiện để lắp ráp súng, khí nén hơi. Trước đó, vào ngày 2 tháng 3, tại tổ 4, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, đội cảnh sát kinh tế Công an thành phố Thái Nguyên tiến hành kiểm tra một xe ô tô khách tuyến Bắc Giang, Thái Nguyên. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe có 2 bao tải chứa 9 kiện hàng bên trong là các linh kiện, phụ kiện súng hơi, gồm 6.160 viên đạn chì và 42 linh kiện, phụ kiện súng các loại. Tại cơ quan công an, đối tượng này khai nhận mua các loại linh kiện, phụ kiện súng nén hơi trên một số trang mạng xã hội, sau đó bán lại cho người có nhu cầu để hưởng chênh lệch. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.